Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu với một nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tuổi ở Hưng Yên, người có nhiều đóng góp cho sự thành công của nhiếp ảnh Hưng Yên, góp phần kế thừa và nâng cao thành tích hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ Bùi Hải, Phó ban nhiếp ảnh Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Xin được gửi lời chào trân trọng tới khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải, được biết là anh vừa vinh dự được đón nhận tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng. Vậy thì cảm nhận của anh giờ phút này là như thế nào ạ? Mình rất vui và tự hào và cũng rất lo vì sau khi được đạt danh hiệu là nghệ sĩ nhiếp ảnh thì chắc chắn cái áp lực đối với mình rất là lớn. Sau đây mình sẽ phải tiếp tục cố gắng sáng tác với tư cách là một nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải là một nghệ sĩ trẻ có duyên với rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi để xem là một ngày làm việc của nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải như thế nào ạ. Là tổ trưởng tổ hành chính của Hội văn học nghệ thuật tỉnh, phụ trách kiêm nhiệm thêm công tác chế bản tạp chí Phố Hiến. Liên tục nhiều năm liền, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải được nhận giấy khen của Hội văn học nghệ thuật tỉnh, nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Hiện anh đang là phó ban nhiếp ảnh của Hội văn học nghệ thuật tỉnh. Từ năm 2017 đến năm 2018, anh đã đạt nhiều thành tích đặc biệt trong các kỳ liên hoan nghệ thuật nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. Anh đã có 40 bức ảnh được chọn treo và trao giải danh dự trên 20 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, tác phẩm Nhịp điệu ngày mùa, anh đã đạt huy chương bạc quốc tế tại Serbia và Monte Carlo, và tác phẩm Ngư cụ đánh cá đã được triển lãm và trao huy chương đồng tại quốc gia Ấn Độ. Nghệ sĩ Bùi Hải còn có hai tác phẩm đạt giải cao nhất, đó là tác phẩm Nhãn lồng Phố Hiến, giải nhất, và tác phẩm Tương bần đạt giải nhì cùng 10 trên 94 bức ảnh được chọn treo trong cuộc thi ảnh du lịch Hưng Yên do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức năm 2017. Chúng tôi thấy rằng là trước hết là Bùi Hải có một cái niềm đam mê rất là cháy bỏng, có thể nói là cháy bỏng, đúng tư chất của một nghệ sĩ. Nhưng trước kia ấy là anh rất bận công tác về chuyên môn, rồi cuộc sống gia đình nó can thiệp cũng nhiều, nhưng anh vẫn luôn luôn là nuôi cái niềm đam mê đó. Thế trong thời gian 1-2 năm gần đây thì anh bứt phá bằng những tác phẩm của mình. Quá trình đi với lại nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải thì tôi thấy rất yên tâm. Có một thành viên mới đi với mình, có thể mình hướng dẫn kèm cặp, phát triển tốt. Gần đây anh có rất nhiều tác phẩm tốt, không những là được khẳng định ở cấp tỉnh, cấp khu vực, mà rất là đặc biệt, rất là hiếm có đối với tỉnh Hưng Yên là có những tác phẩm được khẳng định ở đẳng cấp khá cao ở phạm vi quốc tế. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải là một trong những người có cái tiềm năng phát triển tốt trong chi hội của chúng tôi. Tuy rằng là trẻ, nhưng mà sức bật của anh rất là tốt. Đây là một cái niềm phấn khởi, niềm vui, có thể nói là niềm tự hào của cá nhân nghệ sĩ cũng như là của chi hội nhiếp ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Không chỉ là một tổ trưởng hành chính chuyên cần, mà khi trở về nhà, anh lại là một nông dân chính hiệu. Với diện tích vườn nhà rộng gần 4.000 m² giữa trung tâm thành phố Hưng Yên, anh đã chăm sóc cho đàn gà gần 100 con, thêm cả việc chăm sóc hàng trăm cây ăn quả và cây quýt cảnh. Một vườn rau sạch luôn xanh tươi phục vụ gia đình. Không chỉ bận rộn với công việc cơ quan, công việc nhà nông, mà anh còn phụ giúp vợ anh chăm sóc cho 3 cơ sở mầm non do vợ anh giảng dạy và phụ trách. Bận rộn là vậy, nhưng niềm đam mê nhiếp ảnh luôn cháy bỏng trong anh. Chiếc máy ảnh đã theo anh trên từng cung đường, đã mang cho anh nhiều trái ngọt qua các cuộc thi trong nước và quốc tế. Niềm vui lớn nhất của anh là được Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phong tặng tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh năm 2018. Anh được coi là nghệ sĩ trẻ đầu tiên của Việt Nam được phong tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh trong vòng 1 năm vì có thành tích đặc biệt. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải, vừa xem phóng sự vừa rồi thì có lẽ là không chỉ là Ngọc Oanh mà tất cả quý vị khán giả truyền hình cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì là ngoài công việc anh làm ở Hội văn học nghệ thuật tỉnh ra thì khi về nhà, nghệ sĩ nhiếp ảnh của chúng ta trở thành một người nông dân chính hiệu. Vậy thì thời gian đâu anh dành cho nhiếp ảnh? Ngoài cái thời gian mà mình phục vụ gia đình, phục vụ cơ quan thì mình cũng phải sắp xếp thời gian. Ví dụ như nhiếp ảnh thì nó có rất nhiều khoảnh khắc, mà cái khoảnh khắc buổi sáng thì thường thường đa phần là từ 5 giờ đến 7 giờ, cái lúc bình minh bật lên. Thì lúc đó thì mình đi sáng tác lúc đó thì là chưa ảnh hưởng gì đến vấn đề gia đình.
Và buổi chiều tổ chức hoàng hôn xuống thì cũng đúng đa phần từ 5 giờ đến 7 giờ, 15 giờ đến 7 giờ. Thì lúc đó thì cũng sắp xếp tất cả những công việc trong gia đình, con cái rồi cơ quan. Thì thời gian đó mình sáng tác, nhiếp ảnh là sáng tác những cái việc đó, những lúc thời điểm đó là khoảnh khắc đó là đẹp nhất. Dạ vâng, như vậy là rất bận rộn nhưng mà anh vẫn dành được những khoảnh khắc của một ngày để dành cho cái niềm đam mê nhiếp ảnh của mình ạ. Thưa nghệ sĩ, là có thể nói là năm 2017 là một năm mà anh đã gặt hái được rất nhiều thành công mà bất kỳ một hội viên nào cũng mong muốn có được. Đó là một giải khuyến khích, giải thưởng văn học nghệ thuật của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng, rồi hai tác phẩm treo tại cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam, một tác phẩm treo tại triển lãm nhiếp ảnh trẻ do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, và một tác phẩm treo tại triển lãm môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Và anh cũng đã có hai tác phẩm đạt giải cao nhất, đó là tác phẩm Nhãn lồng phố Hiến đạt giải nhất và tác phẩm Tương bần đạt giải nhì, cùng với 10 trên 94 bức ảnh được chọn treo trong cuộc thi ảnh du lịch Hưng Yên do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả truyền hình những cái tác phẩm mà đã mang lại thành công này cho anh được không ạ? Thật là kỷ niệm lớn nhất của mình về cái bức ảnh mà đạt giải nhất ấy, cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hưng Yên này, cũng có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm hôm đó là thì là nghệ sĩ nhiếp ảnh gọi là đi với chú đi xuống vườn nhãn để đặt tin nhãn để chú mang làm quà tặng. Thế thì khi mình với chú Hào xuống vườn nhãn thì trong cái bối cảnh một đại gia đình người nông dân đang thu hoạch nhãn, bên cạnh là một cây nhãn tổ rất là sai thử nhất ngọn ấy, thì mình lại dây định mình muốn ghi lại cái hình ảnh quê hương nhãn lồng của mình. Mà cái ảnh đó thì nhưng có cái đặc biệt là lúc mình không có máy, nên nghệ sĩ ảnh Lê Hào không mang máy. Thế thì mình nảy ra ý định gọi cho mượn máy của nghệ sĩ Văn Bình. Thế mình gọi điện thoại cho nghệ sĩ Văn Bình thì nghệ sĩ Văn Bình đang ốm, đang ở làm ở bệnh viện. Thế là mình bảo thế thôi chú cho mượn. Thế là tôi dân mượn, sau đó về thì tôi chụp đúng ảnh đó. Nhưng không ngờ là lần đầu tiên mình gửi đi sang đi cuộc thi thì mình được một cái giải cao nhất như thế, là giải nhất cuộc thi ảnh du lịch Hưng Yên. Cái ảnh thứ hai là cái ảnh Tương bần thì cũng rất là kỷ niệm. Lúc đó thì mình được nghệ sĩ bằng cao rủ đi chụp tương thôi, thì hai anh em đi ô tô xuống dưới Tương bần của nhà công ty Tương bần Triệu Sơn đóng tại trên bần Hưng Yên. Thì đi sáng tác thì lúc đấy cũng 10 rưỡi mới đến nơi. Cái cũng một ánh sáng rất là đẹp, là lúc đấy si tương thì nó rất là tối, chung tương rất là tối màu. Thế công đoạn làm tương thì phải lắng người ta mới làm, người ta quấy tương cho tương nó óng nó vàng. Thì mình cũng đi một vòng khảo sát địa hình xem là chụp cái gì và chụp ở đâu, thì mình mới phát hiện ra trên gác tầng 2 là công ty đặt một cái tiết nước rất là cao. Nhưng cái điểm đó thì lại bao quát tất cả khuôn hình trong công ty Triệu Sơn ấy. Cái sân phơi tương. Dạ vâng. Thế là mình trèo lên đó, trèo rất vất vả, nguy hiểm lắm. Vì nó chỉ một cái thác để treo tiết nước thôi mà. Thế mình đứng mình chụp. Thì lúc đấy, đúng lúc đấy thì là các công nhân đang ngoáy tương để phơi cho óng vàng. Mà tương nó vàng rất đẹp. Xong đó có một chị lại đang chuyển một cái mẹt mốc. Liêm mốc. Dạ vâng. Đi ra. Thế mình chụp cái khoảnh khắc đấy thì mình thấy rất ấn tượng. Vì làng nghề quê mình nó có cái tương. Ngày xưa các cụ làm tương thì rất là, bạn biết rất là ngon. Dạ vâng. Thế thì mình chụp xong về thì mình gửi cái cuộc thi du lịch Hưng Yên thì cũng được đánh giá cao và đạt giải nhì cuộc thi ảnh đó. Thì sau đó về thì mình lại mang cái bức ảnh đó đi lên dự cái giải liên hiệp của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và cũng được giải khuyến khích cuộc thi đó, và cái cuộc thi là cuộc thi toàn quốc.
nên mình rất ấn tượng trong hai bức ảnh đó. Vâng. Thế còn cái tác phẩm mà được chọn treo tại cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam thì đó là tác phẩm nào ạ? Tác phẩm đó là tác phẩm Khuôn Đúc Đồng. Vâng, anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả rõ hơn về bức ảnh đấy ạ? Cái thật ra cái nghề đúc đồng bây giờ thì nó rất là còn ít, là nghề đúc đồng rất ít, và trên địa bàn tỉnh mình thì nó chỉ còn mỗi cái chỗ cái đúc đồng chỗ nó Văn Lâm ấy. Lộng Thượng. Dạ, thì có gia đình nhà cái anh chị chuyên sản xuất bằng thủ công ngày xưa, là chị nhà chị anh Quỳnh Mận. Thì hôm đúng có hôm mà mình đi chụp tương với nghệ sĩ Bằng Cao thì mình cũng đi sáng tác đó. Thì là mình vào đó thì cũng thật ra mình có duyên, như nhiều nghệ sĩ nói là mình có duyên với độ cao, có nghĩa là mình phải hưởng lộc trên cao, có nghĩa là mình phải chụp trên cao xuống dưới thì là rất thành công. Thế hôm đó thì các anh chị, gia đình nhà anh chị thì cũng đang sản xuất các khuôn đúc để chuẩn bị cho cái công đoạn đúc đồng. Thì mình chụp bức ảnh đó thì đúng là cái chị chủ nhà là chị Mận, chị đang làm khuôn. Chụp cái ảnh đó, cái ánh sáng duyên rất là đẹp. Và cái ảnh đó thì mình đã được treo quốc tế tại VN17, tổ chức tại Việt Nam. Và cái điểm đó là cái điểm đinh. Theo quy định của hội sinh viên là phải có một điểm đinh thì mới được kết nạp hội trung ương, thì cái đấy là cái điểm đinh của mình. Vâng. Như vậy là trong một ngày đi sáng tác mà đã mang lại cho anh hai tác phẩm đạt được rất nhiều giải thưởng cả ở trong tỉnh và được treo ở triển lãm quốc tế nữa. Vậy thế còn với bức ảnh mà được treo tại triển lãm nhiếp ảnh trẻ do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương rồi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thì đó là bức ảnh nào ạ? Anh có thể nói rõ tên và chia sẻ rõ hơn về bức ảnh đó ạ? Cái bức ảnh đó là bức ảnh Vào Vụ. Hôm đó thì mình với nghệ sĩ Liên Hào đi chụp ở Phố Hiến. Lúc đó là một cánh đồng, tất cả các mọi người nông dân đang đi gieo mạ để chuẩn bị cho cái việc cấy. Thì mình cũng đi lên tầng 2, đứng lên tầng 2 thì mình chụp bức ảnh đấy. Và cái tác phẩm Mưu Sinh là tác phẩm mà mình gửi dự thi của cuộc thi nhiếp ảnh trẻ do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Và hôm đó mình với nghệ sĩ Lê Hào là đi chụp cát trên cầu Yên Lệnh. Và cái cảnh tượng của mình lúc đó là hai cha con đang đánh cá ở sông Hồng. Bố thì đang chèo thuyền xong ra giải lưới, con thì đứng ở trên và chờ cái thành quả của người bố đang đánh cá. Và cái ánh sáng thì xuyên rất là đẹp, mà cái vân cát của sông Hồng mình thì và rất những cái cảnh tượng mới mình được nghệ sĩ Lê Hào chỉ rất nhiều. Vì cái kinh nghiệm chụp cát thì ở Hưng Yên thì chắc chắn số 1 là nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào rồi. Và mình gửi cuộc thi đó là cái cuộc thi mà chỉ dành cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh dưới 35 tuổi mới được dự thi. Yeah. Và cái bức ảnh đó, tác phẩm đó thì mình đã được treo tại triển lãm Festival nhiếp ảnh trẻ toàn quốc. Vậy còn 10 ảnh mà được treo tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Hưng Yên với sự bảo trợ của nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì sao ạ? Ra 10 tác phẩm đó thì mình sáng tác cũng một thời gian dài. Trong 10 tác phẩm đấy thì đa phần là những tác phẩm về làng nghề, quê hương Hưng Yên mình. Cái tác phẩm mà ấn tượng nhất là tác phẩm Ao Sen, là cái tác phẩm mà chụp tại dưới chợ Hàng Dầu. Là cái mùa hoa sen phổ biến của quê mình. Thì có kiểu ao, cái cầu ao bây giờ thì rất là hiếm. Cầu ao gỗ ngày xưa thì mới có rất nhiều, nhưng bây giờ thì rất là hiếm. Sáng sớm lúc ấy tầm khoảng 4 rưỡi ấy thì... Vì lúc ấy thời gian chụp là khoảng hơn 5 giờ 5 rưỡi thì ánh sáng rất đẹp, sương nó mờ mờ, nó bay sương, khói sương lên trên mặt nước, xong nó ở trên thì ánh sáng đầu nó dọi vào, nó bốc cái khói sương lên, nên là cái chụp rất đẹp. Mà bà cụ đang thu hoạch hoa sen và đang sửa soạn cắm một bình để lên thắp hương các cụ. Vâng, vậy thì còn 10 bức ảnh được treo tại cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Hưng Yên với sự bảo trợ nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì sao ạ? Anh có thể chia sẻ về những cái bức ảnh cũng như là cái quá trình sáng tác rất ấn tượng của mình được không ạ?
cái 10 bức ảnh mà được treo tại triển lãm du lịch Hưng Yên, ấn tượng nhất đối với mình là các tác phẩm Vào Vụ Sen, chụp ở dưới Hồng Lam. Cái ảnh đấy là mình rất vất vả nhất, là vì bây giờ sen thì thu hoạch sen khô thì rất là ít, và hôm đó thì mình để mà muốn một tác phẩm đấy thì mình thật ra bây giờ sáng tác thì cũng vẫn phải bố cục lại một tí, là vì thu hoạch sen thì các công nhân thì giải rác mỗi người một chỗ, thế thì mình muốn đưa cái hình ảnh của các chị công nhân thu hoạch sản xuất sen ấy, thì mình lại phải cho nó sát vào. Thì mình cũng nhờ một số anh em, mà đa phần chính là mình phải vận chuyển từng thau sen từ trên ô tô chuyển xuống và để vào một chỗ. Và cái đấy là cái mình mất công nhất, vất vả nhất, mà cũng là cái thành công đạt được cái triển lãm của mình. Cái kỷ niệm mình về các tác phẩm Cổng Làng được triển lãm tại triển lãm nhiếp ảnh Hưng Yên, đó là ở Tân Hưng quê mình có một cái cây đa rất là đẹp. Và cây đa đó thì cái đường đi đâm thẳng vào cây, mà thế là các cụ là đục cái cây, thủng cái cây ra, cái gốc cây ra để đi qua đó, đi vào một cái miếu ở Tân Hưng. Thì cái cây cả nước chắc không hiếm cái cây nào mà lại đục vào thân mà ô tô đi qua được như ở quê mình, Tân Hưng quê mình. Mà cái bức ảnh đó này thu được nhìn qua cái gốc cây, nó đằng sau là một cái miếu rất đẹp, một cái miếu của Tân Hưng rất đẹp. Và cái bức ảnh đó đã được triển lãm tại triển lãm nhiếp ảnh đẹp Hưng Yên năm 2007. Như vậy có thể nói là có những bức ảnh đó là thành công của một cái phần công rất là lớn của sự sắp đặt, và có những bức ảnh mà được mang lại chính là bởi những cái như là cơ duyên của trời cho, vậy đúng không ạ? Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là nối tiếp những thành công của năm 2017 đến năm 2018 thì nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải lại có những tin vui liên tiếp đánh dấu sự trưởng thành của một tài năng nhiếp ảnh trẻ, đó là anh đã có được hơn 40 tác phẩm được chọn treo và được nhận giải thưởng của 20 cuộc thi ảnh tại nhiều quốc gia trên thế giới do Liên đoàn Quốc tế Nghệ thuật Nhiếp ảnh FIAP tổ chức. Tại quốc gia Ấn Độ thì anh đã có 5 tác phẩm được triển lãm và trao giải, như là tác phẩm Ngư Cụ Đánh Cá, tác phẩm triển lãm và giải thưởng đạt được huy chương đồng quốc gia Ấn Độ, tác phẩm triển lãm và giải thưởng Ao Sen, giải thưởng danh dự của FIAP, tác phẩm treo triển lãm Đường Phố Hiến, tác phẩm treo triển lãm Mùa Lũ Lụt, tác phẩm triển lãm và giải thưởng nghề truyền thống, giải danh dự FIAP. Tại Bỉ, anh đã có 3 tác phẩm được treo triển lãm, đó là tác phẩm Đánh Cá tại Hưng Yên, tác phẩm Ngư Cụ và tác phẩm Gương Sen. Tại Bulgaria, anh đã có tác phẩm được treo triển lãm, đó là tác phẩm Phố Hiến Mùa Xuân. Cũng tại Phần Lan vào năm 2018, thì anh đã có 7 tác phẩm được treo triển lãm, đó là tác phẩm Phố Hiến Vào Xuân, tác phẩm Mùa Lũ, tác phẩm Ngư Cụ, tác phẩm Phố Hiến Vào Xuân, tác phẩm Ao Sen, tác phẩm Chiều Về, tác phẩm Mùa Lũ. Tại Ba Lan, anh cũng đã có tác phẩm được treo triển lãm, đó là tác phẩm Ngư Cụ. Tại Bồ Đào Nha, anh cũng đã có 5 tác phẩm được treo triển lãm, đó là tác phẩm Khuôn Đúc Đồng, tác phẩm Đánh Cá tại Hưng Yên, tác phẩm Ao Sen, tác phẩm Ngư Cụ Đánh Cá, tác phẩm Gương Sen. Tại Serbia, anh đã có rất nhiều tác phẩm được treo triển lãm, như là tác phẩm Đi Đánh Cá, tác phẩm Mùa Nước Lũ, Ao Sen, Chế Biến Nước Tương, Nghề Truyền Thống, Tương Triệu Sơn. Và tại Serbia, anh cũng đã vinh dự đạt được huy chương bạc với tác phẩm Nhịp Điệu Ngày Mùa do Liên đoàn Quốc tế Nghệ thuật Nhiếp ảnh FIAP tổ chức. Ta đã một lần nữa được theo dõi lại những kết quả mà anh đã đạt được trong năm 2018 vừa qua. Cảm xúc của anh như thế nào khi mà chứng kiến lại những cái thành quả của mình như vậy ạ? Thật ra thì năm 2017 là năm thành công đối với mình. Thì sau năm 2017 thì mình cũng muốn mình thử sức ở một cái chiến trường ra ngoài. Và mình đã sân chơi rộng hơn. Và mình đã gửi một số tác phẩm của mình sáng tác về quê hương Yên mình ra quốc tế. Và các cuộc thi đó thì mình cũng được hơn 20 nước công nhận là những tác phẩm được treo mà thuộc FIAP bảo trợ. Và cái kỷ niệm nhất của mình là cái tác phẩm Nhịp Điệu Ngày Mùa, là mình
đi sáng tác cùng với vợ. Là hôm buổi sáng đấy là hai vợ chồng đi muốn chụp cho kỷ niệm cho vợ một cái album ảnh về sen, hoa sen ấy. Thế thì chụp lúc đấy tầm khoảng 5 giờ hơn, 5 giờ sáng ấy. Thì đang chụp thì thấy một chị đang nhổ mạ. Thì đang lúc hai vợ chồng nghỉ thì hỏi chị là chị mình rất yêu nông nghiệp mà, hai vợ chồng, vợ thì quên thi nên là cũng rất ngày xưa bé cũng rất phụ mẹ trong vấn đề là cấy cày ngày kia. Thế thì hai vợ chồng hỏi thì chị ấy bảo là chị đang rất là vội là vì cũng cần phải nhổ mạ nhanh để cho gia đình cấy. Thì vợ ngồi nhỏ ý bảo là thế chị ơi, thế thì em đang rỗi thì hay để em phụ chị cùng nhổ với chị cho chị kịp cái gia đình nhổ mạ. Thế thì vợ mình xuống nhổ thì mình đang ngồi trên bờ mình ngắm những tác phẩm mà mình chụp cho vợ mình xem vừa rồi thôi. Thì mình phát hiện ra thì hai vợ và chị đang nhổ thì thấy đằng sau là một cái bình đá rất đẹp, một hàng lau rất đẹp. Trước hàng lau là một cái lượt là các hoa sen này, cây sen là mọc xiên từ bên ao bên này sang qua bờ và sang cái ruộng lúa của chị. Mọc hoa rất đẹp, lá rất đẹp. Cái ánh sáng xiên thẳng vào cái hàng lau rất là đẹp. Mà những giọt nước mà chị với cả vợ mình đập thì vòng rất đẹp và dưới background đằng sau nó tối màu hàng lau ấy, nó tương phản ánh sáng vào những giọt nước thì mình nhìn nó đẹp quá. Thế lúc mình cầm máy mình chụp liên tục cái bức ảnh đấy, những cái động tác đó. Sau đó thì mình về thì mình cũng không ngờ là khi mà mình cũng mạnh dạn mang tác phẩm của vợ mình đi dự thì cũng được rất nhiều các quốc gia người ta đánh giá cao, chọn treo. Nhưng đặc biệt là ở Serbia là tác phẩm đó là được huy chương bạc tổ chức. Và trong bức ảnh này thì có phải là vợ của anh là người mặc áo bà ba màu nâu kia đúng không ạ? Và chính chị là một cái phần rất lớn để tạo ra cái nhịp điệu của nước trong bức ảnh này đúng không ạ? Thưa anh, là để có một bức ảnh nghệ thuật thì người sáng tác sẽ cần điều gì ạ? Để sáng tác một bức ảnh nghệ thuật thì nó có gồm có rất nhiều, nhưng mà nó có ba cái chính là ánh sáng, bố cục và thông điệp gửi đến cái nội dung bức ảnh mà nghệ sĩ gửi đến cho mọi người xem là cái gì. Dạ vâng. Anh có thể cụ thể hơn về ánh sáng, về thông điệp và về bố cục đấy thì yêu cầu là như thế nào được không ạ? Đấy, mình cũng như mình vừa nói với trước là cái ánh sáng trong cái tác phẩm như về mùa ấy. Dạ. Có nghĩa là khi chụp thì ánh sáng ngược thì nó làm bong tất cả những cái mà mình cần tôn vẻ đẹp lên, ví dụ như giọt nước này. Bong cái động tác mà những người nông dân như vợ mình, như chị ấy đang đập này, thì là ánh sáng nó xuyên như thế, nó ngược như thế thì nó mới đẹp. Nó mới bong được cái động tác của các giọt nước nó ra. Yeah. Chứ nếu không thì nó không thể bong được cái giọt nước, nó rất là bé mà các tốc độ rơi nó rất là nhanh. Để thi cú lại được thì nó rất phải thuận như thế. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải, là ngoài một cái kỷ niệm rất đáng nhớ với tác phẩm Nhịp điệu ngày mùa trong một chuyến sáng tác ảnh cho vợ như vậy mà lại đạt được giải rất cao, thì anh chắc hẳn là còn rất nhiều những cái kỷ niệm trong quá trình sáng tác của mình nữa đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả được một kỷ niệm về trong cái quá trình sáng tác của mình mà anh ấn tượng nhất ạ? Kỷ niệm của mình là trong một cuộc trại sáng tác do Bộ Văn hóa Thể thao tổ chức năm 2017 tại Đà Lạt. Thì sáng đấy là anh em là của Thùy Di Tản mỗi người đi một hướng. Thì 3 giờ sáng mình với nghệ sĩ Lê Hào là đi một xe máy, đi xa khoảng 50 cây số để đến được cái điểm mình chụp. Cách đấy 50 cây số là lúc tầm khoảng 4:30. Thì trời không rõ đâu, mà sương. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố Đà Lạt sương mù. Thì mình với nghệ sĩ Lê Hào là đi lên trên một cái quả đồi có đơn mà, thì phải chụp được lên đấy, rất là cao. Đường thì đường đất khó đi, trơn trượt, sương ướt. Thế mình là người lái xe máy. Thì đi đến gần đỉnh đồi rồi thì là trơn, sương nhiều ướt trơn. Thế là
xe ngã đổ. Mình với nghệ sĩ Lê Hào là cũng năn mấy vòng, nhưng mà may là may cũng không là sao. Thì mà lúc đấy là cũng đang hăng là vì cái khoảnh khắc đang rất đẹp, sương rất đẹp, nhìn về thành phố Đà Lạt đẹp lắm. Thế mình với nghệ sĩ Lê Hào là lên xe đi luôn. Nhưng sau hôm đó về thì mình với nghệ sĩ Lê Hào là nằm dẹp mất một ngày trời, là phải ê ẩm hết người vì cái động tác ngã đó. Cái lúc mà mình ngã đấy thì có cái niềm đam mê của mình nó giúp mình vượt qua tất cả đúng không ạ? Và sau khi trở về nhà rồi thì bắt đầu mới cảm giác được là đau như thế nào. Và đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cái quá trình sáng tác của mình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Anh có thể cho biết là một nghệ thưa anh là anh có thể cho biết là một thợ chụp ảnh và một nghệ sĩ nhiếp ảnh thì có sự khác nhau như thế nào, và anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang đi tìm vẻ đẹp từ nghệ thuật nhiếp ảnh ạ? Thật ra thì làm thợ chụp ảnh thì cái quan trọng nhất là cái nhân vật nó phải đẹp. Họ chỉ cần chụp cái nét rõ nhân vật của người ta. Nhưng sáng tác nghệ thuật, nhất là các nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật loại khác, trong cái tác phẩm của mình nó phải là có bố cục của mình, cái tác phẩm là gì, và cái ánh sáng của tác phẩm, để cái tác phẩm nó đẹp nó phải là đạt ánh sáng rất là đẹp. Thứ ba là nó cái nội dung của bức ảnh gửi thông điệp cho mọi người là cái gì. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải, được biết là anh có rất nhiều tác phẩm ở trong cái mảng đề tài về thiên nhiên và động vật hoang dã, và cũng đã có những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc. Vậy anh có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ? Về đề tài thiên nhiên thì mình cũng chụp rất nhiều, nhưng mà kỷ niệm là mình cũng được đi tổ chức một cái cuộc trại sáng tác do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức tại Đà Nẵng. Ra chụp ảnh thiên nhiên thì rất vất vả, ngồi phải ngồi phục này, ngồi phải theo dõi này. Thì vọc thì trên núi này, trên cây này, cả một cái rừng rộng như thế, nên là để phát hiện ra đàn vọc. Thì mình đã chụp được tác phẩm là mình đặt tên là Hạnh Phúc, là gồm có gia đình nhà vọc, gồm có vọc bố, vọc mẹ và vọc con ở trên một cành cây. Và mình chụp cái tác phẩm đấy thì các nghệ sĩ tại câu lạc bộ nhiếp ảnh sông Hàn là đánh giá rất là cao và bảo là mình có duyên với Đà Nẵng. Vâng, có thể là cũng không phải là, có thể là không nhiều người mà có thể chụp được những bức ảnh vọc mà có cả đủ gia đình, cả vọc bố, vọc mẹ và con như vậy đâu đúng không ạ? Tại vì vọc bây giờ đang là một loài động vật quý hiếm, đã đặt ở trong sách đỏ rồi và rất là ít xuất hiện đúng không ạ? Dạ vâng, xin là cảm ơn anh những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ Bùi Hải, là một nghệ sĩ trẻ mà đã giành được rất nhiều giải thưởng cả trong nước và quốc tế, thì anh có dành lời khuyên nào cho các bạn trẻ mà cũng có đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh như anh được không ạ? Do kinh nghiệm của mình về sáng tác, mình thấy quan trọng nhất là mình cứ chụp đi đã, chụp và chụp. Chứ nếu mình chụp mà mình để mình và xác định mình chụp để mình đi dự thi, mình được giải này giải kia thì rất là khó. Mình phải đam mê đã, mình chụp cái gì mình thích đã. Và từ cái thích đó, nó sẽ được thành quả. Vâng, như vậy là cứ đam mê đi và cứ miệt mài lao động sáng tạo rồi cơ duyên cũng sẽ đến đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, những bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hải cũng giống như con người của anh vậy. Nó thể hiện cách sống rất đơn giản, gần gũi, thân thiện với cuộc sống và con người. Và điều đặc biệt là ở mỗi bức ảnh của anh thì người xem đều có thể dễ dàng nhận ra quê hương Hưng Yên với góc nhìn rất riêng qua hoạt động lao động sản xuất. Và tất cả những đường nét ấy đã tạo cho nghệ sĩ Bùi Hải nhiều cảm xúc và cuốn anh mê đắm vào nghệ thuật. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ Bùi Hải đã chia sẻ với khán giả truyền hình, đặc biệt là những khán giả yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, những kinh nghiệm rất quý báu trong quá trình sáng tác ảnh nghệ thuật. Và xin chúc cho nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục mang những tác phẩm của mình vươn tầm ra thế giới và mang tự hào về cho tỉnh nhà. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.